thầy cũng lộn xộn trong lắm đó. Rồi gửi cho bà tạm nha. Rồi bà có nói gì tôi nói không, đám lộn xộn lắm, cứ chờ bà nói kìa. Bây giờ không còn răng để cắn nữa. Nói gì nhỏ nhẹ rồi. Còn răng như vừa còn cắn người ta đó. Được chưa? Bác ơi, anh em mỗi người chút xíu hôm lại đó gửi cho bác ít quà với lại ít thức ăn nha. Rồi rồi cảm ơn chú Sáu Mảnh nè, Sáu Mảnh giờ Sáu Mảnh biết được việc làm nha. Nha.
bài vô uống nước với con. Đi nhiều chỗ lắm bà, thăm dạ, bà chút xíu vậy thôi nha. Dạ, vô dùng nước với con. Dạ, uống mới uống xong mình sẽ mạnh rồi dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Vì là Phật mà sẽ an lành. Dạ. Ở nhà mình nó ăn lụm trái rồi. Trái dẫn dẫn cái nhà nó ăn rồi. Của xã Mỹ Trung, những cái bè Tiền Giang, vừa qua cái nhà này nó cũng bị xuống cấp, mưa gió dột, thành ra chỉ có nhà ý để xin từ thiện nó tôn để xây cất lại cái nhà mới để che mưa che nắng, để an tâm đi lo về kinh tế gia đình, hoàn cảnh cũng khó khăn, không có đất để canh tác, ông xã thì chỉ đi bốc vác để tìm sống lo cho mấy đứa trẻ để học. Con xương mắm đậu á. Mắm đậu nó nghe cái mùi. Cảm ơn máy rồi thôi hả? Có mà đi qua có con rồi đó mà dừng nữa mà rồi nhầm không kịp. Bây giờ không tại mưa quá chẳng mưa lại rồi với lại ngày qua mới cái rồi làm được con máy. Có chẳng hạn. Có chừng. Vì ông xã đi tối ngày về sáng 6 giờ ông đi tìm kiếm người vô nhà nó không để lại cho ông dừng. Đó nhất cái này nào. Thầy Trung Đạo á, đi tính phát quà cho những nhà tình thương. Hôm nay là đi nghiệm thu. Đi nghiệm thu 10 căn nhà tình thương. Mỗi
mỗi căn nhà khi làm nhà xong á, mỗi tặng cho mỗi gia đình một chút xíu gạo, quà, mì, gói với nước tương, một đường, một ngọt hả? Rồi đến bàn đây con. Cho cái nhà nhỏ phải cho đồ ăn thôi, là nhậm nhà nó cạp hết sườn cho nó. Đó. Không có gạo, không có mì, nó cạp sườn nhà, nó phải đưa gạo cho nó ăn rồi đi ăn nhé. Thì chọc đi. Rồi con, nói chuyện với cảm ơn cô Yến, cảm ơn huynh đệ đi. Cảm ơn. Lúc đầu ra kìa. Vậy cho con cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô Yến. Dạ con cảm ơn sư phụ. Dạ con cảm ơn mọi người ạ. Dạ. Cảm ơn con đã nhận đồ. Dạ. Cảm ơn tụi con nha, chúng ta tiếp tục đi. Đi tiếp thôi. Dạ Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Yến. Cảm ơn chú Sáu Mạnh với huynh đệ. Ok bye bye tụi con. Trước tiên là sư phụ là cảm niệm công đức của tất cả huynh đệ Bình Đức, từng tỉnh một, rồi cảm niệm tất cả huynh đệ bên Mỹ, cảm niệm tất cả huynh đệ ở Nhật, ở Mỹ, ở châu nói chung, là tất cả huynh đệ Việt Nam, huynh đệ đại hữu Phật tử đệ tử của sư phụ, là tất cả cái công đệ chú Sáu Mảnh là cái người mà đứng ra xây dựng, rồi cô Yến là cái người mà đại diện cho huynh đệ của mình để tài trợ chú Sáu Mảnh làm những căn nhà tình thương này. Đồng thời mỗi lần mà nghiệm thu nhà tình thương thì có một số quà cho gia đình. Sự chân thành cảm niệm công đức của tất cả huynh đệ đồ hữu Phật tử Bình Đức, từng tỉnh một, các vị đã cho Trung Đạo có cơ hội làm việc, chia sẻ, hướng dẫn, tu học. Tất cả huynh đệ đồ hữu Phật tử bên Mỹ, từng tỉnh một, từng tiểu bang một. Rồi tất cả huynh đệ bên đồ hữu bên Nhật. Đồng thời tất cả huynh đệ tụi con Việt Nam đã giúp một tay để chia sẻ sự khó khăn huynh đệ của mình. Mong rằng chúng ta làm công việc này bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh để có thể làm được điều gì cho ba tánh dân tộc mình thì chúng ta sẽ làm hết lòng. Đồng thời thầy cũng cảm ơn công đức của chú Nguyên Giác quay phim đã đi với thầy từ sáng giờ. Chúng ta hôm nay chúng ta nghiệm thu 10 căn nhà cho 10 phần quà. Công lao của cô Yến là với lại chú Mạnh là nhiều nhất, sư phụ chứ đi theo để chứng minh thôi, nói chuyện cho vui vậy đó. Không được đâu. Dạ Di Đà Phật. Con nói gì không con? Giờ sư phụ nói hết rồi đó. A Di Đà Phật, cảm ơn nha. Cảm ơn gia đình nha. Cảm ơn cô chú bác anh chị. Không biết nói gì hết. Dễ thương hả? Còn quay à? Khổ. Nghèo. Đen phải không đen? Đoạn giờ nhờ mấy thầy cô. Sao đâu con rồi sao? Từ đen thường luôn vậy. Giống bố nó quá hen. Rồi cảm ơn tụi con, cảm ơn tất cả tụi con sáng giờ đi sư phụ. Rồi cảm ơn cờ bài bài. Rồi. Sáng giờ huynh đệ lái xe hai bánh đi từ sáng tới giờ. Đi cũng khoảng bao nhiêu cây số à? Từ 7 giờ sáng tới giờ, nói chung là chưa ăn gì, chúc quý vị ăn. À Di Đà Phật. Nói chung là còn một căn nhà nữa. Dạ còn một căn nằm ở Thiên Hộ và đi về đường là qua quốc lộ luôn. Ồ cái nhà cái cũ hả? Cái nhà cũ phải không? Cái nhà mình qua rồi mình đi không có ai, mình đi về đó phải không? Có. Tất cả là 10 căn nhà như vậy. Đồng thời 10 món quà cho huynh đệ đồ hữu Phật tử, những cái hộ khó khăn. Thay mặt cho tất cả huynh đệ đồ hữu Phật tử Việt Nam với lại huynh đệ những dân hộ khó khăn này, Trung Đạo cảm niệm công đức của tất cả huynh đệ đồ hữu của Đức, của bên Đức, của bên Mỹ với lại ở Nhật, đồng thời của tất cả huynh đệ đồ hữu Phật tử Việt Nam đã phụ Trung Đạo một tay và cho Trung Đạo có cơ hội là những việc thiện cho ba tánh chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tụi con. Hey, bye bye. Trước tiên là sư phụ cảm niệm công đức của tất cả huynh đệ ở bên Mỹ, ở California với lại Florida, North Carolina, Oklahoma City and Washington State,
and San Jose. And also, sư phụ cảm niệm công đức của tất cả huynh đệ ở bên Đức, đạo hữu bên Đức là Oberhausen and Copeland and Berlin and Nuremberg. Tất cả những huynh đệ đạo hữu bên Đức, đồng thời tất cả huynh đệ đạo hữu Việt Nam đã hùng phước cái sư phụ, giúp sư phụ có cơ hội để làm những từ thiện cho những người nghèo khó, gặp khó khăn. Những gì mà sư phụ nguyện ước làm được thì là đều do tất cả các huynh đệ ở Đức, ở Mỹ, ở Úc, ở Melbourne, ở Sydney đã hùng phước sư phụ để sư phụ có cơ hội làm việc, chia sẻ những sự khốn khó của huynh đệ ở Việt Nam. Cảm ơn công đức của tụi con đã đi chung sư phụ. Sáng giờ huynh đệ với thầy trò mình chạy cũng phải cả trăm cây số á, hơn luôn á, mấy tiếng hồi cả. Wow, 7 giờ sáng mình lái xe tới 12 giờ rưỡi mới về tới nhà, đi 5 tiếng rưỡi đồng hồ để mà mình nghiệm thu 10 căn nhà tình thương với lại 11 phần quà cho những người nghèo. Thực sự sư phụ cảm niệm công đức tụi con đi chung sư phụ để chở quà cho sư phụ. Rồi cảm niệm công đức chân thành cái đường tướng tất cả những vị nào mà đã hùng phước cái sư phụ để thay mặt cho tất cả những gia đình nghèo khó, những căn nhà tình thương đó. Sư phụ cảm niệm công đức của tụi con, đồng thời cảm niệm tất cả hưởng công đức cho tất cả các vị đã hùng phước với thầy. Cầu xin cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho tụi con và tất cả đệ tử Phật tử khắp nơi đồng được thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cảm niệm của anh Nguyên Giác đi theo thầy để quay lại tất cả các cảnh. Rồi sư gửi lời thăm cho tất cả quý đệ tử Phật tử khắp nơi cùng gia đình luôn luôn được an lạc hạnh phúc, thân khỏe tâm an. Chư Phật luôn luôn gia hộ cho tất cả quý đệ tử Phật tử học đạo được tinh tấn, trí tuệ sáng suốt để được sống với các ngài, để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng yêu thương và tánh khiêm nhường tuyệt đối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Đương Lai Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật. Cảm niệm cô Yến đã liên lạc với chú Sáu Mảnh để làm những căn nhà tình thương cho huynh đệ đồ hữu Phật tử nghèo khó. Công lao của cô Yến rất là nhiều trong việc xây nhà, xây cầu. Đồng thời những việc sắp tới đây chúng ta sẽ đi làm, chúng ta đích thân đi làm để mình tự tạo phước cho bản thân mình tu học. Ok. Amitabha. Hỏi anh em có chi không, ngày mai anh em lìa đời, hỏi ta